Nhân vật đằng sau giúp Quang Linh Vlog dựng cơ nghiệp ở châu Phi khiến ai cũng khâm phục, nhất quyết không chịu lộ mặt. Được mọi người ngưỡng mộ vì có cơ ngơi hoành tráng và công tác từ thiện tại châu Phi. Có hai người đứng sau thành công này mà ít ai biết được, nhân vật thứ hai tuyệt đối không lộ mặt. Mới đây, TikToker Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlog đã cùng ông xã qua Angola thăm em trai. Màn hội ngộ của cả hai sau 7 năm xa cách khiến người hâm mộ suýt xoa. Theo lời chia sẻ từ Nhật Lệ, khi em trai đi xuất khẩu lao động tại châu Phi, cô cũng qua Nhật Bản du học và làm kỹ sư nông nghiệp ở đó một năm. Trở về Việt Nam vào cuối năm 2022, người đẹp xứ Nghệ phụ giúp Quang Linh quản lý công ty. Cô được em trai và mọi người hài hước gọi bằng biệt danh Lệ Tổng. Nam YouTuber cũng dẫn vợ chồng chị gái đến thăm các con nuôi tại Angola. Hơn một năm nay, Quang Linh đã nhận nuôi 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mua quần áo, cho các bé đi học. Anh cũng xây dựng một ngôi nhà tình thương cho các con của bố Linh. Cơ ngơi đơn giản, được chia thành phòng ngủ nam, phòng ngủ nữ, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng khách và một khoảng sân rộng rãi để các con thư giãn, vui chơi. Quang Linh đã nhờ vợ của các nhân viên bản địa trong nông trại của mình hỗ trợ nấu cơm, quan tâm đến các bé. Đáng chú ý, Quang Linh cũng hiếm hoi chia sẻ về nhân vật đặc biệt giúp anh xây nên nhà tình thương này. Đó là bố ruột, người đã chỉ dạy, hỗ trợ, là chỗ dựa tinh thần của nam YouTuber từ những ngày đầu khởi nghiệp cho đến khi có nông trại rộng 14 hectare bên Angola. Quang Linh tiết lộ bố không thích xuất hiện trong video. Trước đó, trong một clip do Nhật Lệ đăng tải, mẹ hai chị em từng chia sẻ về người chồng kín tiếng, bố làm thầu xây dựng ở Angola. Linh học hết phổ thông thì sang với bố đi làm, rồi quay các clip công việc, cuộc sống bên châu Phi đưa lên mạng, sau đó trở thành người nổi tiếng. Bố mẹ Quang Linh có tổng cộng 3 người con, chị cả là Nhật Lệ sinh năm 1996, rồi tới Quang Linh sinh năm 1997 và cậu em út Quang Vinh sinh năm 2003 đang học kiến trúc. Bạn có cảm nghĩ gì về gia đình này không? Hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết. Bấm like, share, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin mới nhất của kênh nhé!